phong phú và đa dạng. Người Mông vốn rất mạnh mẽ, song cũng rất đa cảm và tế nhị. Chính vì thế, những điệu múa đơn sơ, mộc mạc lại được coi là vũ điệu vùng cao, là linh hồn của người Mông, để gửi gắm và thể hiện những lòng của mình với bạn bè, với thiên nhiên và rừng núi.